Tập 17. Nương nương, con làm ta tức chết mà. Đưa tay ra mau lên. Này thì ham chơi, này thì ham chơi, không học hành đàng hoàng. Này thì ham chơi, không học hành đàng hoàng. Thắm Nhi tỷ tỷ, đừng khóc nữa. Ta mang một thứ rất thú vị đến cho tỷ này. Ta rất lâu mới bắt được ở sân sau đấy. Có đẹp không? Đẹp. Đẹp hơn đèn trong phòng ta nhiều. Ta tặng tỷ đấy. Nhưng tỷ đừng khóc nữa, được không? Cha của tỷ cũng ác thật đấy. Cha đã nói, nếu như đánh đàn không tốt, thì đừng nói là vào trong cung làm phi tử, đến công tử nhà bình thường cũng sẽ coi thường ta. Nhưng ta không hề muốn vào cung làm phi tử. Sao lại vậy chứ? Trong mắt ta, Thắm Nhi tỷ tỷ là tốt nhất. Thật sao? Đúng vậy. Bình thường biểu tỷ chơi cùng ta, đọc sách cùng ta, luyện kiếm cùng ta, trừ mẹ ta ra, Thắm Nhi tỷ tỷ là người tốt nhất với ta. Vậy sau này tỷ tỷ sẽ tốt với đệ cả đời, được chứ? Từ khoảnh khắc ấy, trong lòng ta chỉ có một mình đệ. Những năm qua, người ta ban ngày mong nhớ là đệ, người gặp trong mơ cũng là đệ. Ta và đệ là thanh mai trúc mã, duyên tốt trời ban. Cớ sao phải rơi vào kết cục như ngày hôm nay? Hoàng thượng muốn tách hai chúng ta ra. Một người là phi, một kẻ là thần. Ta đã chấp nhận số phận này. Nhưng bây giờ, để lại bị nữ tử đê tiện như vậy mê hoặc tâm trí, dứt bỏ tình cảm của ta và để ra sau lưng.
ta sẽ không cam chịu chờ đợi nữa. Quân Thanh, đệ phải thực hiện lời hứa của mình. Người ta luôn nhung nhớ là đệ. Lúc này đệ phải thực hiện lời hứa, hãy đưa ta rời khỏi đây. Thái Diệp, nương nương, giao bức thư này cho Dương gia. Dân. Thương hội Tử Hiên, tại sao bản Dương chưa từng nghe nói tới thương hội này? Nhóm người chết ngày hôm ấy đa phần đều không rõ lai lịch, nhưng bọn chúng đều từng làm việc tại thương hội Tử Hiên. Bọn họ làm việc khiêm tốn, chưa từng điều tra được thế lực đứng sau. Vậy thì phiền Cẩm Y điều tra rõ ràng nguồn gốc của thương hội này. Mấy ngày không gặp, Mạc Uyển, cô gầy đi nhiều rồi đấy. Hơn nữa, quan thư cung này, tại sao lại ít đi nhiều người như vậy? Chỉ là điều chỉnh thường thế nơi hậu cung thôi, không cần để ý quá. Ngược lại là quân đấy, dù dành tới đây như vậy là có chuyện gì? Ta đến Bình Lạc Điện bàn bạc chuyện quan trọng với Quân Thanh, thì phát hiện ra một người mặc đồ đen ở trước cửa và lấy được bức thư này trên người tên đó. Là thư tình của Thục Phi. To gan làm sằng như vậy, chuyện này mà bị phát hiện ra thì đúng là quả vô đơn chí của Quân Thanh. Dương Thấm Nhược luôn có suy nghĩ kín đáo, cũng chỉ có chuyện của Quân Thanh mới làm cô ấy mất lý trí như vậy. Quân Thanh đã tới tìm ta chưa? Nương nương, người đừng nên đợi thì hơn. Ta lấy ít nước nóng cho người, sau khi tắm rửa thì nghỉ ngơi đi. Đệ ấy từng chính miệng hứa với bản cung, cho dù thế nào thì bản cung cũng không cho đệ ấy nuốt lời. Dù cho dùng hết mọi thủ đoạn thì bản cung cũng muốn nghĩ cách đạt được mong muốn, không chừa đường lui. Nương nương, vậy ý của người là nếu như đệ ấy đã nhìn mà như không thấy thì bản cung chỉ có thể đến tận nơi để nhắc nhở. Bình Lạc Điện.
Nương nương, tại sao không để ý thương của ta? Ta không hiểu biểu tỷ đang nói cái gì. Nhưng tỷ bất ngờ tới Bình Lạc Điện như vậy, nếu không có chuyện gì quan trọng thì hãy nên về sớm thì tốt hơn. Nếu không phải để nhìn mà như không thấy, nói mà không giữ lời, ta tới làm gì chứ? Quân Thanh, bao nhiêu năm nay ta chưa có ngày nào là không trông ngóng để chờ đợi để ta đã chịu đủ chốn thâm cung này. Hãy đưa ta đi đi. Bây giờ đưa ta rời khỏi đây được không? E là nương nương suy nghĩ lung tung rồi. Bản Dương là thần, người là phi tần, sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy? Tại sao tỷ còn không hiểu? Trước đây tỷ là tỷ tỷ tốt của Quân Thanh, bây giờ tỷ lại là phi tần của Hoàng Huynh. Bản Dương chưa từng có một chút suy nghĩ nào khác với nương nương. Vậy tại sao để lại ôm suy nghĩ gặp mai với Diêu Bạc Uyển? Nương nương hiểu nhầm rồi. Dù ta có hiểu nhầm hay không thì ngày ấy đệ cũng từng hứa với ta rằng nếu ta sẽ ta giúp đỡ Dư Mạc Uyển thì sẽ đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của ta, dù là tính mạng của đệ cũng được. Bây giờ yêu cầu của ta là đệ hãy đưa ta rời khỏi đây. Tính mạng này của bạn Dương, nếu nương nương muốn thì lúc nào cũng có thể lấy. Nhưng yêu cầu lúc này của nương nương, xin thứ cho Quân Thanh không thể thực hiện. Với đệ yêu thương ta, chẳng lẽ còn khó hơn từ bỏ tính mạng? Nếu như đệ đã vô tình như vậy thì tỷ tỷ cũng không yêu cầu nữa. Thái Điệp, hai ly rượu này coi như là lời cáo biệt của ta và đệ. Hôm nay uống nó, tình cảm của ta và đệ chỉ tới đây thôi, không còn nữa. Chẳng lẽ đệ còn sợ ta hạ độc trong rượu này để hại đệ? Chuyện tới nước này rồi mà ngay đã chuyện này, đệ không muốn tin tưởng tỷ tỷ sao? Chủ nhân, ban nãy ta thấy Thục Phi vội vội vàng vàng tới Bình Lạc Điện. Thanh Nguyệt, có nô tỳ, ngươi hãy giữ lá thư này lại, đừng để rơi vào tay ai. Ân Tuyết, cô hãy theo ta. Nương nương, ngươi đi đâu vậy? Bình Lạc Điện.
Mạn Uyển, Mạn Uyển, sao muội lại ở đây? Mạn Uyển, rất may ta tới kịp lúc, là Phấn mê tình. Thật không ngờ người trong hoàng tộc lại sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế này. Có vẻ dược hiệu của Phấn mê tình không thể phát ra khỏi cơ thể ngày ấy, e là khi tỉnh lại sẽ nguy hiểm tính mạng. Dương thấm dược không trúng độc, vậy Dương gia phải làm thế nào? Ân Tuyết, cô đưa Dương thấm dược về cung đi đã. Lần này cô ấy đã dùng cả Phấn mê tình giữ lại ở trong cung, sẽ e là chỉ gây thêm phiền phức thôi. Cô hãy đưa bức thư tình chính tay cô ấy viết đến Đôn Thân Dương phủ, phải để Đôn Thân Dương đọc được. Dân người ta luôn nhung nhớ là đệ, lúc này đệ phải thực hiện lời hứa, hãy đưa ta rời khỏi đây. Người đâu? Có nô tài. Sáng sớm mai lập tức thay bản nhân vào cung kinh chỉ, để thuộc phi nương nương nhanh chóng về phủ. Nhưng thân phận của nương nương không thể dễ dàng về phủ. Cứ nói là mẹ bị bệnh nặng, mong nhớ con gái. Tóm lại thì không cần biết dùng cách nào, phải lập tức đón nương nương về. Dân, nô tài sẽ đi làm ngay. Mạn Uyển, sao cô lại ở đây? Ngài trúng Phấn mê tình của Dương thấm nhược, nên là cô cứu ta. Nói như vậy là hai chúng ta, Dương gia yên tâm, chúng ta không xảy ra chuyện gì cả. Không phải là cô sợ ta ấy nấy nên là mới cố tình nói dối đấy chứ. Cô yên tâm, bản Dương chắc chắn sẽ cho cô một câu trả lời. Vậy Dương gia muốn cho ta câu trả lời như thế nào?
Được rồi, không đùa ngài nữa. Không dối gạt gì ngài, đêm qua chúng ta thực sự không có chuyện gì cả. Có lẽ là vì trúng độc khá ít, kéo dài quá lâu, nên tác dụng của thuốc cũng đã hết. Ta không lợi dụng gì ngài, ngài cũng không lợi dụng gì ta. Ngài có thể yên tâm. Được, Bản Dương biết rồi. Rõ ràng cô để ý tới ta, lo lắng cho sự an toàn của ta. Tại sao lại làm chuyện trái với lòng mình? Cũng không muốn quay đầu lại. Sao ta lại về rồi? Để ý hành động của Quân Thanh như vậy, không thể là ai khác ngoài Dư Mạc Uyển. Chắc chắn là cô ta phá hỏng chuyện tốt của ta. Dư Mạc Uyển, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Nương nương, Đông Thương Dương phủ tới báo Dương Phi bị bệnh nặng, hoàng thượng đồng ý cho người về phủ thăm người thân. Mẹ, đang nghĩ gì vậy? Ta chẳng nghĩ gì cả. Nghe nói đêm qua huynh trúng độc. Đúng vậy, Mạc Uyển đã cứu ta, vậy chẳng phải là hai người? Ta và Mạc Uyển chẳng xảy ra chuyện gì cả. Hiệu lực của thuốc đã hết và tự quá giải. Ai hỏi huynh điều này chứ? Chẳng phải huynh còn có ta sao? Yên tâm, ta chắc chắn sẽ ở bên cạnh huynh, tuyệt đối không vào cung làm phi. Được rồi, đừng náo loạn nữa. Đêm nay huynh có sảnh, đi tới thương hội Tử Hiên, điều tra sổ sách của bọn họ, để xem có manh mối gì không. Được. Hôm nay bản cung mời các mụ mụ đến đây là vì chuyện yến hội giữa năm. Bản cung phát riêng một số ngân lượng cho mọi người, để mọi người mua một vài trang sức kiểu mới. Tỷ tỷ, những năm trước đều là tiên hoàng hậu toàn quyền tổ chức. Năm nay tỷ tỷ nắm chuyện lục cung, tại sao lại không làm việc theo quy tắc cũ? Nếu bản cung đích thân tổ chức mà không hợp ý mọi người, thì chẳng phải là chuyên quyền độc đoán. Như vậy thì mọi người có thể tự mua hoặc chế tác, có thể làm việc theo sở thích của mình, chẳng phải sao? Vẫn là tỷ tỷ suy nghĩ chu đáo. Quý phi nương nương, thần thiếp vừa vào cung vẫn chưa biết yến hội giữa năm có những điều gì cần đặc biệt chú ý không? Muội muội không cần lo lắng. Yến hội giữa năm là yến hội của hoàng thượng và phi tần hậu cung, chỉ để vài người không được gặp hoàng thượng được gặp hoàng thượng một lần, nói chuyện an ủi thôi. Thật ra hoàng thượng tới cung của ai cũng không quan trọng. Quan trọng là hoàng thượng có
có thể để ý tới ai. Vậy nên bản cung mong các muội muội có thể thường xuyên tu văn luyện đức. Chỉ dựa vào sủng hành thì cuối cùng cũng chỉ là một phi tử, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Còn về yến hội giữa năm cũng chẳng có gì phải đặc biệt chú ý, chỉ có một điều, cũng là quy định bất thành văn. Đó là khi ấy phi tử nào ăn mặc nổi bật thì quan thượng sẽ sủng hạnh phi tử đó. Nương nương, người xem, những người ngày hôm nay luôn châm chọc khiêu khích, chẳng lẽ người định im lặng mãi sao? Chẳng lẽ đã quên tại sao ban đầu người lại vào cung? Bản cung sẽ không quên. Vậy thì nương nương phải nắm bắt cơ hội yến hội giữa năm này đấy. Cần chuẩn bị trang sức gì, Thinh Nguyệt sẽ lập tức đi làm. Các phi tần sẽ tập trung đầy đủ trong yến hội giữa năm này. Phải là một lần nổi bật, không ai bì được. Bản cung nghe nói trước khi tỷ tỷ dùng một bộ trăm củ thái phượng thi để lấy được sự yêu thích của hoàng thượng. Vậy là nương nương định bắt chước hoàng hậu. Tiếc là thứ này đã xuống mồ cùng tỷ tỷ. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách khác. Yến hội giữa năm đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Nô tài đã cho người đi sắp xếp. Nghĩ lại thì yến hội giữa năm này là khi hoàng hậu còn sống, đã làm ra để trẫm sủng hạnh đồng đều, săn sóc cho các phi tần trong hậu cung. Nô tài đang gấp rút luyện chế của chuyển hoàng hồn đan, đã bước đầu có hiệu quả. Nô tài nghĩ không lâu nữa hoàng thượng sẽ có thể gặp lại hoàng hậu. Thật sự là như vậy? Dân, vậy đúng là tốt rồi. Có thiếu gì cứ tế quốc khố nhận là được. Dân, hai người kia chẳng phải là tỳ nữ của Lệ Quý Phi và Quyển Phi sao? Nô tài nghĩ lại là Lệ Quý Phi âm thầm cho người chăm sóc Quyển Phi. Cô, con không nỡ rời xa Quân Thanh ca ca. Lần này đi thì e là sẽ không bao giờ gặp lại quân ấy nữa. Cớ sao phải hao phí chân tình cho một người không yêu con chứ? Cho dù con có ở bên cạnh cả đời thì hắn cũng sẽ không thay lòng. Con đã không mong muốn có được tình yêu của quân ấy nữa. Chỉ cần có thể nhìn quân ấy từ xa là con đã mãn nguyện rồi. Còn là công chúa của Nam Vũ ta, sao có thể yêu tới mức không còn khí phách như vậy? Tìm cơ hội tạm biệt hắn đi. Con biết rồi, cô. Nương nương, nô tỳ lấy được hình vẽ của trăm củ thái phượng thê từ nội vụ phủ. Ngươi hãy nhanh chóng cho thợ chế tác, rồi giao nó cho Thinh Nguyệt. Dân, nương nương. Muốn bay lên làm phượng hoàng, bản cung cho cô cơ hội này đấy.
chứng tốn ly khung đoài càng. Khảm chứng ly, ba quẻ trong bát quái. Số tiền thu vào hàng tháng, số tiền chia ra hàng tháng. Sổ sách. Số tiền thu vào hàng tháng, số tiền chia ra hàng tháng. Bình lạc điện. Trường Phong công chúa, lại một mình uống rượu giải sầu à? Nào, ta uống với huynh. Cô làm sao thế? Quân Thanh ca ca, ta phải đi rồi. Sau này sẽ không có ai cuốn lấy Quỳnh nữa. Có phải Quỳnh rất vui không? Thật ra bản Dương không ghét cô. Cô cũng chẳng làm điều sai gì. Có lẽ điều duy nhất cô làm sai là yêu sai người. Bản Dương cũng biết rất rõ, cảm giác bỏ ra trái tim chân thật lại bị tùy ý giẫm đạp, nên bản Dương không muốn cuối cùng cô phải chịu hết đau khổ. Chỉ có từ chối thì ta mới làm cô sớm được giải thoát. Đúng vậy, bây giờ ta mới hiểu tại sao dù Dư Mặc Uyển phản bội huynh, làm tổn thương huynh, nhưng huynh vẫn một lòng như vậy. Vì trong mắt huynh chỉ có cô ấy, không liên quan tới người khác, không có thuốc chữa. Trong phòng công chúa có thể cởi mở vui vẻ thì tốt. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Dạ quân Thanh, ta nói huynh biết, từ bây giờ ta không thích Quỳnh nữa. Quỳnh hãy hối hận đi. Quân Thanh ca ca, ngày mai ta phải lên đường rời khỏi đại trưởng. Huynh ôm ta có được không? Quân Thanh ca ca, sau này nhất định đừng để ta nhìn thấy Quỳnh nữa. Nếu không, ta dùng mọi cách để không cho Quỳnh đi. Trùng hợp thế lại tới à?
Sao vậy? Lại làm tổn thương tới tim cô nương nhà người ta rồi à? Đầu dài không bằng đầu ngắn. Cuối cùng thì cô ấy cũng sẽ hiểu thôi. Chuyện của điều tra có manh mối gì không? Thương hội Tử Hiên lấy buôn bán thuốc làm chính, nhưng số tiền bán được trong sổ sách của họ rất không khớp với cuốn phiếu được giữ lại ở tiền trang, phải tới hơn 100 lần. Chỉ bán thuốc thì sao mà có thể kiếm được nhiều tiền vậy chứ? Vậy nên thương hội Tử Hiên này là trạm trung chuyển, đầu gia dùng để lưu chuyển tiền tham ô buôn bán thuốc nổ. Hơn nữa ông chủ Dương chính là một quân cờ của Đậu Sĩ Minh, chi bằng bắt hắn lại để hỏi là giải quyết được thôi. Quang Thư Cung. Hôm nay muội muội rực rỡ, có vẻ đã quyết tâm lôi kéo lòng thánh thượng. Bằng lần này, Quyển Nhi nào bằng được tỷ tỷ? Tỷ tỷ thành thục lão luyện, khác với mọi người, chắc hẳn là sẽ làm hoàng thượng vui lòng. Bản cung muốn nhắc nhở muội muội một câu, đừng làm khí thế quá mạnh. Khí thế mạnh sẽ không thể sống lâu trong hậu cung. Vậy thì muội muội muốn so với tỷ tỷ, xem ai có thể sống lâu hơn. Hoàng thượng giá đáng. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ, tạ hoàng thượng. Mạc Tâm. Nguyễn Phi. Hỗn xược, ai cho nàng tự ý cài trong hoàng hậu dùng? Trẫm thấy nàng càng ngày càng to gan đấy. Thần thiếp không biết trẫm này chính là vật của tiên hoàng hậu, vô tình mạo phạm, mong hoàng thượng tha tội. Nàng Nguyễn Phi, sao muội có thể cài trong của tiên hoàng hậu? Chẳng lẽ muội không biết tình cảm của hoàng thượng rất sâu đậm, sẽ thấy vật sinh lòng bi thương? Hoàng thượng, thần thiếp thấy thì Nguyễn Phi không cố ý. Nguyễn Phi cũng thật là, sao có thể tùy hứng như vậy chứ? Vậy đêm qua khi tỷ tỷ tới cung của ta, sao lại không nhắc nhở chứ? Bạn cũng không thấy trăm ngày khi đến. Nếu mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không để muội mắc sai lầm lớn như vậy đâu. Hoàng thượng, Nguyễn Phi vừa mới vào cung, còn nhiều việc không biết, mong hoàng thượng xử phạt nhẹ. Chủ đề làm sao có thể phạt nhẹ? Phạt nàng về Quan Thư Cung, đóng cửa suy nghĩ, không có chỉ không được ra ngoài. Thứ hoàng thượng muốn cho muội, muội có thể không cần. Thứ không muốn cho muội, muội mãi mãi không thể dòm ngó.
Vật thay thế mãi mãi chỉ là vật thay thế. Muốn cướp được thì chỉ có muôn kiếp không thể trở lại.